Chùa Thiên Long linh thiêng, nồng ấm tình thân và tấm lòng hiếu nghĩa trong ngày lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan mang cái tinh thần giáo dục để nhắc nhở cho chúng ta nhớ về cội nguồn, nhớ về ông bà, cha mẹ, tổ tiên, để chúng ta báo đáp cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Cái ý nghĩa Vu Lan là mang tinh thần giáo dục như vậy để nhắc nhở. Chủ yếu là chúng ta khi mà đến cái ngày lễ Vu Lan thì chúng ta thường hay tổ chức cái lễ hội cài hoa hồng, hoặc là chúng ta tổ chức cái đàn lễ cầu siêu cho những người quá vãng để thể hiện cái tấm lòng hiếu đạo của chúng ta, để tưởng nhớ lại những người đã khuất, hoặc là để tưởng nhớ những người hiện tại còn sống. Từ bao đời nay, lễ Vu Lan luôn là một trong những ngày lễ quan trọng trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt. Bởi vậy, trong mùa hiếu hạnh, lòng người dạt dào yêu thương trong những tổ ấm và thành kính trang nghiêm hướng về những ngôi chùa linh thiêng và những khung nghĩa trang vĩnh hằng nơi người thân đã yên nghỉ. Riêng với công viên tưởng niệm Thiên Đức, cả ngàn người đã về đây làm lễ Vu Lan với nhiều hoạt động ý nghĩa, nêu cao truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Lễ Vu Lan của Phật giáo đã hòa quyện với triết lý, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và phong tục cúng rằm tháng 7 âm lịch, ngày xá tội vong nhân, là truyền thống của dân tộc, hình thành nên một lễ hội Vu Lan báo hiếu, nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh người Việt ngàn đời nay. Phật kinh hành đắc truyền trời dung, ôi huyền diệu. Theo quan điểm của Phật giáo Việt Nam, dịp lễ Vu Lan nhắc nhở, giáo dục chúng ta về tứ đại ân, nghĩa là ơn cha mẹ, ơn quốc gia, ơn thầy bạn và ơn xã hội. Mỗi người cần khắc sâu công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ tổ tiên, tri ân tưởng nhớ các anh hùng dân tộc đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, khắc ghi công lao dạy dỗ của những người thầy truyền dạy đạo đức kiến thức cho ta hành trang bước vào cuộc đời, và sau cùng là biết ơn xã hội cho ta môi trường rèn luyện cống hiến, phấn đấu trưởng thành. Tháng 7 âm lịch, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ cùng các cơ quan đơn vị tổ chức đại lễ Vu Lan mùa báo hiếu tại chùa Thiên Long nằm trong công viên tưởng niệm Thiên Đức. Chúng tôi mong muốn lan tỏa nhiều hơn ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan trong mùa hiếu hạnh bằng những lời và những hành động thiết thực. Và đó cũng là lời tri ân sâu sắc mà toàn thể ban giám đốc và cán bộ công nhân viên công viên tưởng niệm Thiên Đức gửi tới khách hàng của mình. Đại lễ Vu Lan mùa báo hiếu tại Thiên Đức diễn ra ấm cúng, trang trọng với những hoạt động rất ý nghĩa như tụng kinh Vu Lan, nghi thức hoa hồng cài áo, một hành động thể hiện tấm lòng hiếu kính cha mẹ, cắt tóc miễn phí cho người dân. Các lễ cúng theo phong tục truyền thống lan tỏa ý nghĩa tri ân sâu sắc của những tấm lòng hiếu nghĩa, dù là khách hàng hay du khách thập phương về với Thiên Đức. Đây là lần thứ ba cô lên đây để dự cái lễ Vu Lan, tôn vinh lên bố mẹ của mình hai bên, bên chồng và bên vợ. Vậy cho nên là cô thấy rất ý nghĩa, rất chu đáo và rất là văn minh, rất nhân văn. Họ cũng rất hiểu cái đời sống văn hóa tâm linh đúng là của người Việt Nam. Cái bản thân tôi cũng luôn luôn có cái ý thức cũng như là cho con cháu và gia đình, anh em là luôn luôn hiếu kính về cái và hiểu biết được cái ngày lễ về Vu Lan. Nhưng lần đầu tiên tham dự lễ Vu Lan tại công viên Thiên Đức này, thực sự là nó lan tỏa, mong rằng nó lan tỏa rộng hơn nữa lòng thành kính của mỗi người con dành cho cha mẹ trong cái ngày lễ Vu Lan này. Mùa Vu Lan báo hiếu, hàng ngàn lượt khách về Thiên Đức thăm viếng người thân. Không gian khu nghĩa trang không có cảm giác u buồn lạnh lẽo mà khoáng đạt yên tĩnh, linh thiêng và lắng đọng với tấm lòng hiếu nghĩa của mỗi người dân đến đây.
Vu Lan thì tất nhiên là năm nào cũng thế mà, mùa đại lễ mà em, năm nào cũng vậy thôi, là tất cả không riêng gì tổ cây xanh mà tất cả các tổ ở trong Thiên Đức là bọn chị là đã phối hợp với nhau, tất cả mọi người đều phải cố gắng chăm sóc làm sao thật đẹp khuôn viên, rồi thì cảnh quan từ ngoài vào trong, các cắm cờ từ ngoài đường cắm vào, trồng hoa thêm, tức là tất cả mọi thứ nó đều rất là đẹp. Công việc này cực kỳ ý nghĩa bởi vì nó là cái công việc tâm linh. Mình là làm cái công việc tâm linh là mình sẽ phải làm bằng cái tâm của mình, và mình sẽ khi mà mình chăm sóc được cho các cụ thật cách chu đáo thì mình tự cảm thấy là trong mình, lòng mình được an nhiên và mình cảm thấy các cụ sẽ phù hộ cho mình được sức khỏe, được bình an, được gặp nhiều may mắn. Lễ Vu Lan tại công viên tưởng niệm Thiên Đức mang đậm dấu ấn truyền thống, tôn vinh nét đẹp trong đời sống văn hóa tâm linh người Việt. Đây không chỉ là tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn và tín ngưỡng tâm linh thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam, mà còn là trách nhiệm giáo dục của thế hệ hôm nay với hậu thế mai sau về đạo lý hướng về cội nguồn